sự nghiệp từ thiện đồ sộ của bà Phương Hằng có thể coi là tình tiết giảm nhẹ. Nghi phạm bắt cóc bé gái tại Gia Lâm được thuê để đưa đón nạn nhân, đòi 1,5 tỷ tiền chuộc. Tử hình ông trùm buôn ma túy lớn nhất Đà Nẵng. Tạo bằng khen cho shipper lao vào đám cháy cứu người tại Khương Đình. Người trùng đầu giá biển số ngũ quý 99A66666 nộp đủ 4,23 tỷ đồng. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, trước thông tin nữ đại gia Bình Dương cùng các đồng phạm hầu tòa, cái tên Nguyễn Phương Hằng lại một lần nữa trở thành chủ đề được dư luận bàn tán xôn xao. Nhiều người đặt câu hỏi liệu có sự nghiệp từ thiện đồ sộ, bà Phương Hằng có được áp dụng tình tiết giảm nhẹ để giảm án hay không? Từ khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội bị cáo Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của 10 cá nhân. Ngay sau đó, bà Phương Hằng đã bị công an ra quyết định triệu tập và sau đó là bắt tạm giam để điều tra về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trong phiên tòa diễn ra ngày 21 tháng 9, nhiều người đã đưa ra thắc mắc liệu với sự nghiệp đi làm từ thiện đồ sộ cùng với việc từng có những đóng góp cho nhà nước trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19. Liệu bà Phương Hằng có được áp dụng tình tiết giảm nhẹ hay không? Được biết trước đó, theo cầu trạng số 236 CT VKSP2 ngày 25 tháng 4 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết luận, bị can Nguyễn Phương Hằng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ, người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, quy định tại điểm S khoản 1, điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng kết luận bị can Nguyễn Phương Hằng được một số cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội tặng nhiều giấy khen, bằng khen về hoạt động thiện nguyện là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2, điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi. Bà Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng lò vôi, là hai doanh nhân rất năng nổ trong việc làm từ thiện. Rất nhiều lần vợ chồng ông chủ công ty cổ phần Đại Nam chi tiền khủng để làm từ thiện khiến dư luận xôn xao. Nói về các tình tiết giảm nhẹ, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, người phạm tội có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác được coi là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, theo hướng dẫn của hội đồng thẩm phán, người được coi là thành tích xuất sắc như sau: người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác là người được tặng thưởng huân chương, huy chương, giấy khen bằng lao động sáng tạo hoặc có sáng chế phát minh có giá trị lớn hoặc nhiều năm được công nhận là chiến sĩ thi đua. Vậy nên trong trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng, hoàn toàn có thể áp dụng tình tiết giảm nhẹ của luật pháp. Thêm vào đó, ngày 11 tháng 6, các tài liệu sao kê xung quanh hoạt động thiện nguyện của Quỹ Từ Thiện Hàng Hữu đã được gửi đến cơ quan chức năng. Bảng sao kê tổng hợp của Quỹ Từ Thiện Hàng Hữu thể hiện, từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, có 49 đơn vị, tổ chức đã được Quỹ Từ Thiện Hàng Hữu tài trợ hơn 467,6 tỷ đồng để làm công tác từ thiện giúp đỡ cộng đồng. Trong số các đơn vị được quỹ từ thiện hàng hữu tài trợ có 8 bệnh viện: Chợ Giấy, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Đà Nẵng, Bình Định, Quân y 175 phối hợp với quỹ từ thiện hàng hữu thực hiện mổ tim cứu sống hàng ngàn trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh. Tất cả những chi tiết trên được cho là sẽ có lợi cho bà Nguyễn Phương Hằng trong phiên xét xử, dù nữ đại gia Bình Dương được công nhận tình tiết giảm nhẹ. Dự kiến, phiên xét xử vụ án bà Nguyễn Phương Hằng Cùng đồng phạm sắp tới sẽ thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, dù cho là người hay đi làm từ thiện và có nhiều đóng góp cho xã hội, nhưng bất kỳ ai dù ở vị trí xã hội nào có ảnh hưởng tới công chúng ra sao mà lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đều phải đón nhận những hậu quả đích đáng cho chính bản thân mình. Thưa quý vị, gần đây hàng loạt các vụ bắt cóc trẻ con với mục đích đòi tiền chuộc diễn ra tại nhiều địa phương đã làm dấy lên sự lo lắng trong dư luận. Mới đây, lại tiếp tục có thêm một vụ bắt cóc xảy ra. Nạn nhân là một cháu bé sinh năm 2021, còn nghi phạm được xác định là người giúp việc được thuê đến để đón cháu. Được biết, sau khi thành công bắt giữ cháu bé, đối tượng đã đòi gia đình số tiền chuộc lên đến 1,5 tỷ đồng. Mặc dù đã đưa ra 350 triệu đồng, nhưng cuối cùng, gia đình nạn nhân đã phải đón nhận tin giữ khi cháu bé đã phát hiện tử vong tại một mương nước. Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra và làm rõ. Chiều 20 tháng 9, lãnh đạo công an huyện Gia Lâm Hà Nội cho biết, cơ quan này vẫn đang phối hợp với công an thành phố Hà Nội và công an tỉnh Hưng Yên truy bắt nghi phạm, làm rõ nguyên nhân vụ bé gái được xác định sinh năm 2021 tử vong dưới mương nước trên địa bàn xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Cụ thể, sáng cùng ngày, công an tỉnh Hưng Yên nhận tin báo về việc phát hiện bé gái trong trạng thái đã tử vong ở mương nước trên địa bàn xã Mễ Sở. Mà trước đó ngày 19 tháng 9, công an tỉnh Hưng Yên nhận thông tin từ công an huyện Gia Lâm đề nghị hỗ trợ điều tra một vụ bắt cóc trẻ em. Nhận thấy hai nạn nhân có đặc điểm tương đồng, công an đã huy động lực lượng vào cuộc truy xét, đồng thời báo với gia đình đến nhận dạng. Theo thông tin từ gia đình nạn nhân cung cấp, người phụ nữ bắt cóc bé gái từng là giúp việc cho gia đình cháu bé. Sau khi thôi giúp việc, người nhà cháu bé vẫn thuê người phụ nữ này đưa đón cháu bé đi nhà trẻ. Trong quá trình làm việc, người phụ nữ đã bắt cóc cháu bé và đòi tiền 1,5 tỷ tiền chuộc, nhưng gia đình mới chuyển cho 350 triệu đồng. Hiện công an tỉnh Hưng Yên đang khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong, đồng thời phối hợp với công an Hà Nội truy bắt nghi phạm gây ra vụ việc. Mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật mời quý vị và các bạn đón xem. Liên quan tới vụ mua bán, vận chuyển trái phép 9 kg ma túy từ Quảng Trị vào Đà Nẵng do ông Trùng Trà Văn Công cầm đầu. Mới đây, phiên xét xử Trùng ma túy và đồng bọn đã diễn ra với số lượng ma túy khủng và tính chất nghiêm trọng cũng như sự liều lĩnh, táo tợn coi thường pháp luật của công kẻ được mệnh danh là trùm buôn ma túy lớn nhất Đà Nẵng, bị tòa tuyên án tử hình. Trưa ngày 20 tháng 9, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đường dây mua bán ma túy lớn nhất thành phố Đà Nẵng từ trước đến nay với 9 kg. Hội đồng xét xử tuyên tử hình Trà Văn Công, 33 tuổi, ngụ tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, về tội mua bán trái phép ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đặng Quang Hiếu, 25 tuổi, 3 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Hoàng Trần Phú, 28 tuổi, cùng ngụ tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, 7 năm tù về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 20 tháng 5, Trà Văn Công liên hệ với người tên Đồng ở Quảng Trị, chưa rõ lai lịch, để hỏi mua 5 kg hàng khay ketamin và 4 kg ma túy đá, hàng đá. Hai bên thỏa thuận giá 300 triệu đồng 1 kg ketamin, 100 triệu đồng 1 kg hàng đá, nhận hàng tại Quảng Trị. Những tưởng sau vụ làm ăn này, Công và đồng bọn sẽ giàu to, Thế nhưng, mọi đường đi nước bước của chúng đã bị trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Đà Nẵng nắm được. Xác lập ban chuyên án, tung trinh sát điều tra, đến tháng 5 năm 2023, phòng cảnh sát ma túy xác định đường dây này do Trà Văn Công, 33 tuổi, trú tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cầm đầu. Chiều 22 tháng 5, công đưa 500.000 đồng nhờ Hiếu mua hàng đá để cả hai cùng đập đá và đặt xe trở đi Quảng Trị, Tiếu thuê Hoàng Trần Phú làm tài xế với tiền công 4 triệu đồng. Khoảng 0 giờ ngày 23 tháng 5, cả nhóm đi lên cao tốc La Sơn, Tùy Loan thì Hiếu khởi sướng và cùng công đập đá. Hoàng Trần Phú biết cả hai sử dụng ma túy nhưng vẫn chấp nhận. Khi đến thị trấn Lao Bảo, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị, cả nhóm vào nhà nghỉ. Đến sáng ngày 23 tháng 5 thì Phú chở công đi nhận hàng. Tại điểm hẹn, hai đàn em của đồng lấy bao tải chứa ma túy từ gốc cây bên đường, đưa lên ô tô rồi Phú chở công và Hiếu về Đà Nẵng. Chiều cùng ngày, khi ô tô về đến khu vực Hầm Mũi Châu thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang thì bị lực lượng chức năng chặn bắt. Tang vật thu giữ bao gồm 9 kg các loại hàng khay ketamin và ma túy đá, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Test nhanh ma túy, cơ quan công an xác định công hiếu dương tính với chất ma túy. Theo hội đồng xét xử, ngoài công mua 9 kg ma túy là số lượng lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại thành phố Đà Nẵng, thì hiếu có hành vi rủ dê tổ chức sử dụng ma túy. Còn Phú biết cả hai người sử dụng trái phép chất ma túy trên ô tô do Phú điều khiển nhưng vẫn chấp nhận. Do đó, hai bị cáo Hiếu Phú phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Buôn bán, vận chuyển hàng cấm từ lâu đã là công việc được không ít đối tượng bất hảo lựa chọn. Nguồn thu lợi từ hàng trắng khiến không ít kẻ bất chấp nguy hiểm, pháp luật trở thành tay sai của thứ hàng chết người này. Cần phải có biện pháp cứng rắn để nghiêm trị những kẻ như trên. Dù đã nhiều ngày trôi qua, Thế nhưng vụ cháy trung cư mini tại Khương Đình khiến 56 người tử vong vẫn khiến mọi người không thôi ám ảnh. Trong số nhiều chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các y bác sĩ, đội cứu hộ tham gia cứu hộ đêm định mệnh ấy, người ta thấy cả những người anh hùng không mặc áo giáp, đó là những người dân hoặc sống ở hiện trường, hoặc vì một cuộc điện thoại kêu cứu của người thân mà nhanh chóng lao vào biển lửa cứu người như nam shipper Nguyễn Đăng Văn. Không quản nguy hiểm, nam thanh niên đã thành công cứu sống nhiều sinh mạng. Để cảm ơn sự dũng cảm của anh, tỉnh đoàn Bắc Ninh đã đến nhà thăm hỏi và trao bằng khen cho nam shipper. Khoảng 1 giờ sáng ngày 13 tháng 9, vừa kết thúc chuyến hàng cuối cùng thì anh Nguyễn Đăng Văn nhận được điện thoại thông báo chung cư mini nơi gia đình chị họ sống xảy ra cháy. Anh lập tức đi xe máy từ quận cầu giấy sang hiện trường xảy ra hỏa hoạn. Đến nơi, thấy một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tiến vào trước, anh Văn chạy theo, chỉ kịp đội chiếc mũ bảo hiểm, đeo thêm khẩu trang rồi lao vào biển lửa. Trong lúc tìm lên tầng 4 phòng của người thân đang ở, anh nhặt được một chiếc búa đinh nên đã dùng đập vỡ cửa và cứu được 9 người tại khu vực tầng 4. Thời điểm xảy ra cháy, anh rể của Văn ôm con nhỏ 27 tháng tuổi nhảy từ tầng 3 chung cư xuống đất và bình an. Chị họ của Văn cũng nhảy xuống nhưng chấn thương nặng hơn, gãy xương bả vai. Riêng hai cháu, một trai một gái là con của chị họ đã chạy lên tầng thượng. Đến sáng ngày 13 tháng 9, gia đình được tin cháu trai đã thoát nạn, con cháu gái không qua khỏi. Điều này khiến anh Văn vô cùng tự trách Mỗi khi nhắc về vụ cháy, nhắc đến cháu gái, anh Văn lại rơi nước mắt. Đoạn clip ghi lại cảnh anh Văn mặn mũi, quần áo ám toàn khói đen, thế nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Cứu người xong, anh lại ngồi lên xe, quay trở lại công việc thường ngày. Chính sự khiêm nhường, không khoe khoang hiền lành của chàng trai trẻ đã khiến mọi người thêm phần yêu quý anh hơn. Ngày 20 tháng 9, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Bảo Đại cùng tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, thị đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Quế Võ mới đến thăm, biểu dương và trao tặng bằng khen cho anh Nguyễn Đăng Văn, 30 tuổi, xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh. Người đã dũng cảm lao vào đám cháy để cứu người trong vụ hỏa hoạn tại trung cư mini phố Cương Hạ. Anh hùng không nhất thiết phải mặc áo tràng hay có sức mạnh siêu nhiên. Trong lúc gian nguy, chính những người nhìn rất đỗi bình thường lại hóa thân thành anh hùng, không quản nguy hiểm, khó khăn, sẵn sàng ra tay ứng cứu. Thậm chí, hy sinh bản thân cũng không màng đến sự báo đáp. Ngày 20 tháng 9, anh NTD, sinh năm 1978 ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, người trùng đầu giá biển số ô tô 99A66666 với giá 4 tỷ 270 triệu đồng hôm 15 tháng 9. Cho biết sáng cùng ngày, anh vừa thanh toán số tiền hơn 4,2 tỷ đồng tới tài khoản ngân hàng quản lý chuyên thu đấu giá biển số ô tô. Trước đó, ngày 15 tháng 9, phiên đấu giá thứ nhất do công ty đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức ngày 15 tháng 9, đã đấu giá thành công 11 biển số siêu đẹp của 10 tỉnh, thành phố. Theo đó, giá trung đấu giá cao nhất là 32,34 tỷ đồng cho biển số 51 k tám thành phố Hồ Chí Minh. Giá trung đấu giá thấp nhất là 650 triệu đồng cho biển 15K-188888, thành phố Hải Phòng. Tổng số tiền trung đấu giá là 82,325 tỷ đồng. Anh Đê là người may mắn trong phiên đấu giá hôm đó khi sở hữu cho mình chiếc biển được đánh giá là rất đẹp lý giải về biển số mà anh bỏ số tiền lớn chung đấu giá, anh đây cho biết biển số 99A 66666 tượng trưng cho chữ lộc và dãy số 99 thuộc tỉnh Bắc Ninh là đầu số lớn nhất của cả nước. do đó anh quyết định đấu giá bằng được. không giấu khỏi niềm vui khi được sở hữu chiếc biển động nhất vô nhị, anh đây cho biết tôi được trừ đi 40 triệu đồng đặt trước phiên đấu. biển số này tôi dự kiến lắp vào chiếc xe Mercedes GLS 400 để đi lại. Theo quy chế đấu giá quy định tại Nghị định số 39-2023-NDCP của Chính phủ về thí điểm đấu giá biển số ô tô, để tham gia đấu giá, người dân cần đặt trước 40 triệu đồng cho mỗi biển số và phí làm hồ sơ 100.000 đồng. Nếu không trúng đấu giá, số tiền đặt trước sẽ được hoàn trả cho khách hàng trong vòng 3 ngày làm việc. Ngay sau khi nhận đủ số tiền trúng đấu giá, Bộ Công an cấp hóa đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số ô tô trúng đấu giá gửi vào hòm thư điện tử cho người chúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe. Theo thông báo, vào các ngày 21 và 22 tháng 9 tới đây, công ty đấu giá hợp danh sẽ đưa tổng cộng 36 biển số ô tô ra đấu giá. Theo đó, sáng ngày 21 tháng 9, 9 biển số đẹp được đưa lên sàn trong các khung giờ. Đây là cơ hội để người chơi xe có thể sở hữu cho mình chiếc biển ưng ý. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác về y tế. Bệnh viện Bãi cháy Quảng Ninh cho biết những ngày qua tiêm nhận điều trị 30 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó có một số ca sốc do sốt xuất huyết. Đây là biến chứng nguy hiểm, nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể suy đa tạng, tử vong. Bác sĩ Trần Quốc Tuấn, Phó trưởng khoa bệnh viện nhiệt đới cho biết, có 3 mức độ trong phân độ của sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết, sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo, sốt xuất huyết nặng. Với bệnh nhân nữ kể trên, khi nhập viện có sốt, mệt mỏi, huyết áp tụt, kết quả test dengue dương tính, tình trạng tiểu cầu giảm thấp, cô đặc máu tăng, men gan tăng cao, siêu âm có tràn dịch đa màng. Các triệu chứng thể hiện tình trạng sốc do sốt xuất huyết nặng, bệnh nhân có nguy cơ tử vong. May mắn sau khi điều trị tích cực, bệnh nhân đã thoát nguy kịch. Bệnh nhân cần thực hiện các xét nghiệm, chụp x quang, siêu âm để đánh giá lại tình trạng sức khỏe. Cũng theo bác sĩ Tuấn, đối với bệnh sốt xuất huyết, nếu không điều trị kịp thời có thể biến chứng vô cùng nguy hiểm, đặc biệt trong khoảng thời gian từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy sau khi bệnh nhân có triệu chứng đầu tiên. Ở giai đoạn này, bệnh nhân có thể bị sốc do mất máu, có thể có xuất huyết võng mạc, suy tim, suy thận, tụt huyết áp, đau đầu dữ dội, hôn mê và có thể dẫn đến tử vong. Đáng chú ý, trong các ca sốt xuất, xuất huyết đang điều trị tại bệnh viện Bãi Cháy, thì biến chứng nặng sốc do sốt xuất, xuất huyết đã ghi nhận ở những bệnh nhân trẻ không có bệnh lý nền. Bác sĩ Lê Đức Vinh, khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Bãi Cháy thông tin thêm. Đối với sốt xuất, xuất huyết, khi bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi nhiều, ly bì, nôn nhiều, tiểu ít, đau bụng nhiều, nên vào viện để được bác sĩ thăm khám, tư vấn điều trị. Với những trường hợp đánh giá có yếu tố nguy cơ, bác sĩ sẽ cho nhập viện điều trị để tránh những biến chứng nặng có thể xảy ra do sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, nếu xuất hiện các biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết, cần nhanh chóng đến bệnh viện để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng. Đặc biệt, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại nhà để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Cuối mỗi bản tin như thường lệ sẽ là tin tức về tình hình dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, những ngày tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác, mưa tập trung vào thời điểm chiều tối và tối. Từ khoảng ngày 23 tháng 9, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay dạnh áp thấp qua trung bộ có xu hướng suy yếu. Khoảng từ ngày 21 tháng 9 trở đi, dạnh áp thấp có vị trí qua các tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ và xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Sau đó từ ngày 26 tháng 9, nâng dần trục lên phía Bắc, khoảng ngày 23 đến 24 tháng 9, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lớn Tây trở lại, vị trí trục đi qua các tỉnh Bắc Bộ, sau nâng lên phía Bắc. Dựa vào hình thế thời tiết chính trên, cơ quan khí tượng đưa ra dự báo, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác, mưa tập trung vào thời gian chiều tối và tối. Từ khoảng ngày 23 tháng 9, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với chiều cường gây ngập ở các vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước. Ngày 20 tháng 9, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Bên cạnh đó, dù đang trong thời gian mùa mưa tại Nam Bộ, nhưng thời tiết thường duy trì sáng nắng, chiều mưa. Buổi trưa tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành Nam Bộ có nắng, chỉ số tia cực tím những ngày qua luôn duy trì ở mức rất cao. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chỉ số UV tại một số tỉnh thành Nam Bộ tiếp tục duy trì ở ngưỡng rất cao từ 10 giờ đến 14 giờ. Cụ thể theo dự báo, chỉ số UV tại thành phố Hồ Chí Minh có thể đạt 10.0 và thành phố Cần Thơ đạt 9.7. UV trên 8 nguy cơ gây hại rất cao. Ba ngày tiếp theo, dự báo chỉ số UV cực đại tiềm năng được dự báo tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao từ 7.0 đến 10.0. Nhưng thông tin này cũng đã khép lại bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng những tin tức thời tiết vừa rồi sẽ giúp cho các bạn sắp xếp lịch trình di chuyển cũng như kế hoạch phù hợp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. đừng quên ấn like và subscribe kênh ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.